Xin kính mời quý vị thưởng thức truyện dài Tháng Ngày Có Em, tác giả Từ Tóc, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, diễn đọc Trương Thanh Liêm. Tháng Ngày Có Em, chương 19. Trong văn phòng, thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu, giáo viên và đại diện học sinh mở một phiên họp khẩn cấp tìm biện pháp để đối phó với chuyện Mục Ly tự sát. Thầy Dương là người đứng lên tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Lời của ông không khác với những gì mà Tô Huệ Văn đã nói với chúng tôi. Nhấn mạnh chuyện Đinh Tân Trai gây áp lực với gia đình của Mục Ly. Nhưng Mục Ly tự tử trong trường thì nhà trường phải có trách nhiệm. Vì vậy, ông đề nghị tất cả phải làm việc, thảo luận nghiêm túc nhằm đạt được một giải pháp. Nếu không, việc nhỏ sẽ biến thành to. Sau khi thầy Dương ngồi xuống, mọi người đã thảo luận hết sức sôi nổi. Người đề nghị phải đưa chuyện này lên báo chí để tất cả mọi tầng lớp dân chúng đều biết và phê phán. Đinh Tân Trai thế nhục sẽ tự động rút lui. Cũng có người đề nghị sửa bệnh xá nữ của trường thành một cái phòng để Mục Ly dọn vào đấy mà ở, tránh không để cho Đinh Tân Trai gây phiền nhiễu. Cũng có người nói, tại sao không đem sự việc này mà trình lên Bộ Tư lệnh Hiến binh cho Khuyển Dưỡng Quang Hùng biết, xem hắn xử trí thế nào. Khuyển Dưỡng Quang Hùng đang muốn lấy lòng dân, hẳn không để sự phiền toái này dây dưa, chắc rằng sẽ xử lý Đinh Tân Trai thật nghiêm khắc. Ông hiệu trưởng cho là các biện pháp kia không đủ hữu hiệu, vì ông biết Đinh Tân Trai đã mấy mươi năm nay, con người bề ngoài nhân nghĩa nhưng lòng dạ thật nham hiểm. Và khi công bố sự việc lên báo chí, hắn sẽ phủ nhận ngay. Như vậy, có khi còn tố ngược lại tờ báo định bôi nhọ hắn. Giả lại, trong báo cũng có cổ phần của hắn. E là báo sẽ không dám đăng đâu. Còn chuyện đưa Mục Ly đến ở trong trường, thì đó cũng là biện pháp tạm thời. Nếu muốn, hắn có thể gây áp lực với gia đình và bắt Mục Ly tự nguyện lấy hắn cũng được vậy. Cuối cùng, ông hiệu trưởng thấy mang chuyện này ra báo cho Khuyển Dưỡng Quang Hùng là khả thi nhất. Nhưng nếu lấy danh nghĩa nhà trường mà thưa, chẳng có chứng cứ nào ngoài chuyện Mục Ly tự tử, thì không đủ dữ liệu để kết tội Đinh Tân Trai. Hắn cũng có thể phủ nhận sự việc. Vậy thì không thể chính thức tố cáo hắn. Phải có một người nói riêng chuyện đó với Khuyển Dưỡng Quang Hùng để hắn bị cảnh cáo là được. Lý lẽ của thầy hiệu trưởng rất đúng. Nhưng nhờ ai thưa riêng chuyện này với Quang Hùng? Chỉ có một người. Mọi người đều đưa mắt sang nhìn thầy Uông, khiến cho thầy đứng dậy nói: vì danh dự của nhà trường, tôi sẵn sàng làm việc này. Nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Khuyển Dưỡng Quang Hùng là một quân nhân, có thể đổi đi nơi khác bất cứ lúc nào. Còn chức vụ của Đinh Tân Trai là chức vụ địa phương. E là khi mà Quang Hùng đổi đi rồi, lúc đó gia đình Mục Ly sẽ thế nào bây giờ? Có phải rồi lại gặp khó khăn không? Dân. Nhưng chẳng lẽ người Nhật thống trị đất nước này mãi sao? Cao Trích Khuê nói làm thầy Uông trừng mắt. Nhưng rồi thấy không thể để tâm. Dân. Tôi sẵn sàng đi gặp Quang Hùng đây. Nhưng mà trong lúc tôi đi, tôi mong rằng mọi người hãy điềm tĩnh chờ đợi. Chứ lúc gần đây tôi thấy tình hình trong trường không được ổn, đụng một tí là nổi loạn.
là không biết người lớn kẻ nhỏ. Tôi chỉ sợ là đang nói chuyện trong đồn thì bên ngoài không kềm chế được nổi lửa đốt nhà hay đập phá. Rồi mọi thứ sẽ hỏng mét. Ông hiệu trưởng tán đồng. Đúng vậy. Từ lúc bước vào cái ngành giáo dục đến giờ, tôi chưa hề thấy học trò nào mà lại mất dạy như thế này. Chờ chuyện một ly xong, tôi sẽ cho chỉnh đốn lại trật tự mới được. Thầy Uông có vẻ hả dạ. Ngô Hán Thanh đứng lên nhận khuyết điểm của mình và nói: Kính thưa quý thầy, xin quý thầy hãy yên tâm. Để sự việc của Mục Ly không bị quấy rầy, ngày mai em sẽ về quê. Thầy hiệu trưởng chưa nguôi cơn giận nên nói: Được rồi, cậu cút đi đi cho tôi nhờ. Chủ tịch hội học sinh gì mà không quản học sinh được, mà còn muốn sách động bạo loạn nữa. Ngô Hán Thành nhịn nhục ngồi xuống. Thầy hiệu trưởng lại quay sang nhìn bọn tôi. Sao? Mấy em thấy thế nào? Có cách giải quyết gì không? Có lẽ là không. Chỉ bạo động là giỏi thôi chứ gì. Thầy Dương thấy không khí có vẻ căng thẳng, sợ rồi chúng tôi lại phản ứng, nên lái câu chuyện về một đề tài khác. Tôi nghĩ bây giờ khoan hãy nói chuyện ngoài lề, mà phải nghĩ đến cái biện pháp thế nào để Đinh Tân Trai bỏ hẳn ý định gây phiền cho Mục Ly thì mới là thượng sách. Mọi người đều cúi đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được một diệu pháp. Ngay lúc đó, chợt từ ngoài cửa có một lá thư bay ngay tới bàn tôi. Giật mình, quay lại tôi thấy cái bóng của anh Tử khuất sau cửa. Tôi cầm lá thư lên xem, thấy anh Tử dặn là phải chuyển gấp cho thầy Dương, nên vội vã chuyển ngay lá thư cho thầy. Chẳng ngờ thầy đọc xong mỉm cười, lại chuyển bức thư đó về cho tôi. Tôi tò mò mở ra, chỉ thấy một bức tranh. Bức tranh vẽ hình cô gái xách một con chuột trong cái lòng, trong khi con mèo nhìn thấy thì lại bỏ chạy. Tôi nhíu mày. Chuyện quan trọng thế này mà anh Tử còn đùa được sao? Thầy Dương thấy vậy hỏi: Em có hiểu bức tranh này vẽ cái gì không? Tôi lắc đầu. Dạ không. Tại sao mà mèo thấy chuột mà lại chạy? Thầy Dương không trả lời, lại nói: Anh Tử thông minh thật. Tôi không hiểu. Thông minh? Ý cô ấy đùa như vậy mà. Thầy Dương nghiêm chỉnh. Không có đùa đâu. Rồi quay qua bàn hội nghị, thầy Dương tuyên bố: Chúng ta nên chấm dứt buổi hội thảo ở đây. Bởi vì tôi vừa nhận được một biện pháp của một cô học trò đề nghị có thể giải quyết được vấn đề một cách có hiệu quả, mà tôi không thể trình bày trước hội nghị được. Bí mật, rất bí mật. Sự việc giải quyết xong thì các bạn sẽ rõ. Tháng ngày có em. Chương 20. Trong giai thoại Trung Quốc, có chuyện một vị quan chỉ bằng một lời nói mà có thể thoát khỏi tội ngục tù. Thì ở đây, một bức ký họa của anh Tử đã giải được nạn cho Mục Ly. Sự việc chẳng biết thế nào mà chỉ mấy hôm sau, trong lớp đột nhiên có lời đồn là Đinh Ngọc Như và Mục Ly yêu nhau thắm thiết. Và để minh họa cho sự việc này, người ta bỗng thấy Đinh Ngọc Như và Mục Ly đi đâu cũng có đôi. Sự việc này quá bất ngờ, vì một người đẹp đoan trang
như một ly. Làm sao lại có thể yêu một tên hèn hạ như chuột nhắt, Đinh Ngọc Như? Những người biết tình cảm của Bột Ly và Lưu Đại Khôi thì bất mãn. Tại sao Bột Ly lại có thể làm như vậy? Rõ ràng câu thành ngữ trái tim người đàn bà như lòng biển không đáy là có cơ sở. Trong cái thời gian đó, người ta cũng thấy Lưu Đại Khôi ít xuất hiện trước đám đông hơn. Cũng như chẳng muốn nghe ai nói gì về chuyện của Bột Ly cả. Chuyện gì không biết, chứ chuyện tình cảm thì lan truyền rất nhanh, và chẳng mấy chốc thì cả thị xã đã có lời xì xào là con đang yêu mà cha định đoạt người yêu của con. Có người còn nói rõ hơn nữa là Đinh Tân Trai là một lão già mất nết, tính làm chuyện đoạt người yêu của con trai nên khiến cho Bột Ly phải tự tử. Rồi có người còn bịa thêm là Đinh Ngọc Như đã tức giận quá, đòi đoạn tình cha con với Đinh Tân Trai. Bọn Hán Giang đứng ngoài đầu đường ngõ hẻm, nhận được tin này, vội chạy về báo cáo cho Đinh Tân Trai nghe. Thế là Đinh Tân Trai hoảng lên, sợ dư luận đàm tiếu sẽ mất cả danh dự, vội vã đến trường đính chính sự việc. Hắn thề thốt là chẳng có chuyện gì, không có chuyện như thế đó xảy ra được, cũng như là hoàn toàn không biết một chút gì về mối quan hệ và mối tình của gã con trai. Khi sự việc diễn ra đến đoạn đó thì tôi mới hoàn toàn hiểu được thâm ý của bức tranh. Cô gái là để chỉ Mục Ly. Mục Ly tóm được chú chuột. Chú chuột nhắc đó là hiện thân của Đinh Ngọc Như. Còn con mèo là Đinh Tân Trai nhìn thấy phải sợ hãi và bỏ cuộc. Vì nội dung bức tranh là quỷ kế nên thầy Dương đâu thể nào giải thích sự việc cho đáng đâu. Và đương nhiên, chuyện tình giữa Bột Ly và Đinh Tân Trai chỉ là một màn kịch chứ không có thật. Đạo diễn của vở kịch là thầy Dương, và vở kịch này có thể nói ngoài các diễn viên ra chỉ có thầy Dương, tôi và anh Tử là biết rõ. Chuyện của Bột Ly giải quyết xong thì Ngô Hán Thanh từ quê mới quay về thị xã. Biết Thanh từ quê về, chúng tôi đương nhiên là biết rõ hắn có nhiều tin sốt dẻo. Nên sau giờ học, về đến ký túc xá, bọn tôi kéo hắn vào phòng bắt kể chuyện, những chuyện mà tai nghe mắt thấy nơi quê nhà. Ngô Hán Thanh có vẻ rất vui sau lần về quê này. Hắn nói: trước hết, tôi muốn báo cho các bạn một tin vui. Đấy là tương lai của cuộc kháng chiến chống Nhật của chúng ta rất là sáng lạng. Lực lượng du kích của ta càng lúc càng mở rộng địa bàn, mặc cho quân Nhật càng quét và ngông cuồng đối phó, nhân dân vẫn vững tin, nên bọn chúng chỉ chống như là dùng trâu để bắt chuột, chẳng làm nên trò trống gì. Mọi người nghe được tin đó thì hết sức phấn khởi. Dương Sơn nói: nhưng mà mày có nghe nói hay có được thấy tận mắt chứng kiến không? Ngô Hán Thành cười: nói ra đó là có lẽ là các bạn không tin, nhưng mình nè đã từng gặp họ, sống chung với họ, được họ tập bắn súng nữa, nghe diễn kịch mà còn canh gác với họ nữa. Cuộc sống cứ như là nằm mơ. Đôi lúc mình có cảm giác như là mình đã là một du kích rồi. Mọi người nhìn Hán Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôn Thắng Nam hồi hộp hỏi: thế anh có gặp Chu Bác không? Nghe nói bà ấy bắn súng cả hai tay mà bách phát bách trúng, có phải không? Ngô Hán Thanh vên mặt lên nói: có chứ, bà ấy đó
là người dạy cho tôi bắn súng nè. Rồi nhìn Tôn Thắng Nam, Thanh nói tiếp. Xem nè, bà ấy dốc dáng to con cỡ như cô rồi đó. Mà nghe nói mỗi lần ra trận xung phong là còn hơn cả nam giới nữa. Dương Sơn hoài nghi. Có bốc phét trong đó. Vào khu á, mà ai cho ngươi đi lại lung tung như vậy? Biết ngươi là người thế nào? Ngô Hán Thanh thở dài nói. Tại các bạn không biết đó chứ. Tôi đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhà chỉ còn có một bà chị dâu. Mà bà ấy thì đã gia nhập đội phụ nữ cứu quốc từ lâu rồi. Thế là được mọi người tin cậy. Họ mới xem tôi như là người nhà đó. Cao Trích Khuê căng thẳng. Thế mày có gặp mặt của tư lệnh Ngô chưa? Có. Ông đã biết tất cả rồi. Ông khen những cái hành vi kháng Nhật của trường chúng ta. Nhưng ông dặn chúng ta là làm gì cũng cần phải cẩn thận. Họ nói trong tương lai không xa, khi mà du kích vào thành á, chắc chắn là phải nhờ đến bọn ta nhiều lắm. Dương Sơn tò mò. Ê, ông ấy dốc dáng ra làm sao? Cao, lùn, có giống như là điều thầy Dương đã từng kể không? Ngô Hán Thanh đưa ngón tay cái lên. Tuyệt vời. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Ông ấy cao hơn tôi nửa cái đầu. Tướng tá dũng mãnh, uy phong. Lưu Đại Khôi tò mò. Thế mày có gặp ông Trương Quốc Huy không? Ngô Hán Thanh nói với giọng tiếc rẻ. Chưa. Tôi có hỏi tư lệnh họ Ngô. Ông ấy chỉ bảo là Trương Quốc Huy thi hành công tác quá đặc biệt nên ít khi xuất hiện. Dương Ngọc Anh lại hỏi. Ông ấy bận công tác gì? Ở đâu? Mà sao anh không hỏi? Ngô Hán Thành cười. Cô này sao mà ngây thơ quá. Đã bảo là công tác đặc biệt thì phải bí mật. Phải xuất hiện bất ngờ. Thật thật hư hư. Chứ mà tiết lộ cho cô biết thì còn gì là bí mật nữa. Nhưng nghe tư lệnh Ngô nói, có khi ông ấy đang sống với người Nhật. Mà cả người Nhật cũng không biết nữa. Dương Sơn hoài nghi. Tao nghĩ cái dân vật này á, có thể chỉ là hư cấu. Chứ không có thật đâu. Là do các anh em du kích dựng lên để mà hù bọn Nhật, chia rẽ bọn Nhật. Mày thấy không, trước kia kìa, chẳng phải là có lần người ta phao tin là Trương Quốc Huy giả dạng là thầy bói mù, khiến cho cái bọn hiến hướng bên Nhật nó lôi hết tất cả thầy bói mù ra. Tất cả thầy bói mù trong thành này á, đều bị bắt, bị hàm quan á. Nhắc lại chuyện đó, mọi người cười ồ lên. Ngô Hán Thành móc trong túi ra một tờ trường đơn rồi nói. Đây nè, ở đây tôi có một tờ trường đơn mà tôi nhặt được. Chúng ta có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Ngay trong lúc mọi người xúng quanh tờ trường đơn của Hán Thanh thì bỗng có tiếng chân chạy sầm sập ở ngoài kia. Tô Huệ Văn bị Tôn Thắng Nam đẩy ra ngoài lúc nãy, hổn hển chạy vào nói. Hiến binh, đội hiến binh Nhật tới. Dương Sơn nghe vậy giật mình. Hiến binh ở đâu? Nè, đừng có nói dối rồi dọa người ta nha. Tôn Thắng Nam chẳng đáp mà nói với lại Cao Trích Huê. Cao Trích Huê, không chạy đi còn chờ gì nữa, đợi bị bắt hả? Nói xong Tôn Thắng Nam lủi mất. Cao Trích Huê bán tính bán nghi, chạy ra cửa nhìn, rồi quay đầu vào, mặt tái mét. Chết rồi, họ đang tới, có hiệu trưởng dẫn đầu nữa. Đến lúc đó, mọi người mới tin là có thật. Tất cả như bầy ong dở tổ. Dương Ngọc Anh sợ quá ôm chầm lấy Dương Sơn. Cả Đinh Ngọc Như cũng sợ hãi, chạy chui tọt xuống nhầm giường. Ngô Hán Thanh cũng tái mặt.
nhưng hắn như là có bình tĩnh, nên một mặt ra lệnh cho mọi người dẹp hết tất cả những dụng cụ in ấn, một mặt nhét tờ truyền đơn xuống dưới gầm giường của mình. Chúng tôi nghe tiếng ông hiệu trưởng đứng ngoài trấn an. Đừng có sợ, không có gì phải trốn. Quân đội của Thiên Hoàng đến đây chỉ lễ lục bắt cái bọn gián điệp ở Trùng Khánh phái đến, chẳng liên quan gì đến các cô đào cậu đâu. Tiếp đó là những cây dao lê sáng loáng xuất hiện ngoài khung cửa. Rồi ông hiệu trưởng cùng một sĩ quan Nhật mang kính bước vào. Người này chẳng ai khác hơn là Trung úy Suzuki. Ông hiệu trưởng nói với Suzuki: Thưa Trung úy, để tôi cho học sinh đi trấn an các lớp khác để khỏi hốt hoảng. Suzuki gật đầu. Thầy hiệu trưởng nhìn chúng tôi, sau cùng chỉ Lưu Đại Khôi. Lưu Đại Khôi, hãy đi báo cho các lớp khác là các ngài hiến binh vào trường chỉ để tuần tra thôi nhé. Bảo họ cứ ngồi yên, đừng có trộn rộn. Dạ. Lưu Đại Khôi nói rồi vội vã chào bỏ đi. Nhưng thầy hiệu trưởng lại gọi giật lại. Khoan đã, em xem thầy U Nông Nguyên đã đến chưa? Đến rồi á thì bảo hãy đến đây ngay lập tức gặp tôi nha. Dạ vâng. Lưu Đại Khôi vừa đi xong, Suzuki ra lệnh cho bọn tôi tập trung lại, rồi mới ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Xét. Lệnh vừa ban, mấy tên Hán Giang và bọn hiến binh Nhật đi theo vội chia nhau ra lục soát vali, bàn ghế, sách vở đều bị bới tung lên, nhưng vẫn không tìm thấy được gì cả. Thầy hiệu trưởng thấy vậy nói: Thôi được rồi, đi sang phòng khác đi. Bọn lính Nhật vừa định kéo sang phòng bên cạnh thì bỗng một tên nhìn thấy một bản kẽm và mấy tờ giấy stencil, hắn lôi ra ngay. Thầy hiệu trưởng lanh trí nói: Ô, cái này là của nhà trường. Rồi điểm mặt Dương Sơn, thầy giận dữ nói: Các người to gan thiệt đó nha, tại sao mà cái thời điểm làm bích báo đã qua lâu rồi mà không thấy mang mấy cái này trả lại cho nhà trường, còn giữ lại làm gì hả? Một tên hiến binh Nhật bước tới giường của Ngô Hán Thanh, lục tung lên. Một cục giấy vo tròn văng ra. Tên hiến binh Nhật nhặt lên đưa cho Suzuki. Suzuki cẩn thận mở ra xem và gật gù. Truyền đơn. Có cả truyền đơn ở đây nè. Mọi người đều đứng lặng, chẳng dám lên tiếng. Hôm lễ kỷ niệm thành lập trường, tôi thấy Suzuki có dáng dấp tao nhã nên có phần cảm tình. Nhưng bây giờ thì hắn đã lộ rõ chân tướng của một tên lính Nhật chìm. Đọc xong tấm truyền đơn, hắn bước tới nhìn chúng tôi với nụ cười nham hiểm, rồi bất ngờ chộp lấy cổ áo của Hầu Trường Nghĩa giật mạnh, hỏi lớn: Cái này của ai? Nói mau! Hầu Trường Nghĩa có tật nói lắp bắp, lúc càng sợ thì lắp lại càng nhiều hơn. Tôi. Vậy là của mày phải không? Suzuki hỏi làm cho Nghĩa hoảng hốt nói: Không phải. Tôi không biết gì hết. Suzuki dùng mấy ngón tay bóp mạnh vào cổ họng của Nghĩa. Vậy thì của ai? Nói mau. Hầu Trường Nghĩa đau quá thét lên: Tôi không nói. Có chết tôi cũng không nói. Suzuki nghe vậy trợn mắt, rồi quay qua sổ một tàn chiến Nhật với tên lính hiến binh đứng cạnh. Mũi lê cắm trên đầu súng của tên này bèn chĩa vào mặt Nghĩa. Nghĩa sợ quá né qua bên. Chiếc nón trên đầu của Nghĩa bị lưỡi lê đẩy văng xuống đất,
để lộ một cái đầu bóng loáng. Giữa lúc bọn lính Nhật khoái chí cười rộ lên, thì Ngô Hán Thanh từ phía sau bước ra sổ một tràng tiếng Nhật. Các ông không thể bắt nạt kẻ yếu, không được động đến anh ta. Suzuki nghe vậy ngừng cười, đặt tay lên đốc kiếm. Ngô Hán Thanh chẳng chút sợ hãi, ngang nhiên đáp: đấy là tình hình võ sĩ đạo của người Nhật đó hả? Bắt nạt một học sinh, tay yếu chân mềm, không một tấc sắt trong tay, là vinh hạnh lắm à. Suzuki nghe Thành nói, tức giận vô cùng. Hắn buông Hầu Trường Nghĩa ra, quay sang cho Thành một bạt tai như trời giáng. Trên má trắng xanh của Thanh lập tức hiện ra ngay 5 dấu tay đỏ ửng. Một dòng máu từ mé miệng của Thanh chậm rãi chảy xuống cằm. Nhưng Thanh như không sợ, đôi mắt căm hờn nhìn trừng trừng Suzuki. Dương Sơn lúc đó không nhịn được mà chen vào: các ông làm gì mà dữ dằn như vậy? Phải biết chúng tôi là bạn học của con gái đội trưởng các ông. Muốn gì á thì ông nên đưa chúng tôi đến gặp Quyển Dưỡng Quang Hùng mà nói chuyện. Lời nói của Dương Sơn chỉ làm những tay hiến binh Nhật chùng tay, còn đối với Suzuki thì chẳng có ý nghĩa gì. Hắn trừng mắt nhìn Dương Sơn rồi quay qua ông hiệu trưởng hỏi: thưa ông hiệu trưởng, chiếc giường có truyền đơn vừa rồi là của ai vậy? Ông hiệu trưởng liếc nhanh Ngô Hán Thành, rồi móc trong túi ra một quyển sổ mà đọc: giường số 32 là của Đinh Ngọc Như. Lúc đó con chuột nhắt Đinh Ngọc Như nghe vậy sợ quá, từ dưới giường chui ra mếu máo nói: đâu phải của tôi, giường của tôi nằm ở bên trái giường này mà. Ông hiệu trưởng nghiêm giọng: rõ ràng là giường của cậu. Cậu còn định chối tội nữa hả? Cậu cứ đi theo họ đi, chẳng sao đâu. Suzuki đưa mắt hoài nghi nhìn Đinh Ngọc Như: của thằng bé này à? Thôi được rồi, tạm thời trói nó đi rồi tính sao. Ngô Hán Thành thấy vậy không muốn bạn bị hàm oan, bước tới nói: thưa thầy hiệu trưởng, nhưng thầy hiệu trưởng đã trợn mắt quát, không được lôi thôi. Ai đứng đâu thì cứ đứng đấy để người ta làm việc, không có được xin xỏ gì cả. Trung úy Suzuki cười nhạt nói: được rồi, chẳng ai được tự do đâu. Tất cả đều phải về đồn ngay. Bây giờ á, chúng tôi cần phải điều tra, bao giờ sự việc sáng tỏ thì mới thôi. Ông hiệu trưởng chỉ tay về phía Dương Ngọc Anh và Tôn Thắng Nam: thưa trung úy, xin trung úy để cho hai cô nữ sinh này ở lại, họ là con gái. Suzuki trợn mắt nói lớn: không được, tất cả về đồn hết. Ông hiệu trưởng thấy vậy bối rối, quay qua chúng tôi: thôi được, vậy các em hãy theo trung úy mà về đồn đi. Nhớ bình tĩnh, đừng sợ quá mà khai bậy mà thiệt thân nha. Như vậy mà Suzuki cũng vẫn chưa hài lòng. Hắn hạ lệnh cho bọn thủ hạ: hãy trói cả bọn chúng nó lại, đưa bọn chúng về đồn trước. Ta ở lại làm việc quan trọng rồi sẽ về sau. Thế là chỉ ít phút sau, tất cả chúng tôi đều bị xích lại thành dòng. Riêng Đinh Ngọc Như còn phải mang theo chiếc còng sắt nữa. Trung úy Suzuki đi qua dãy lớp còn đang học, dán mắt vào, thấy chẳng có việc gì cả. Ông ta bèn đi thẳng đến lớp 11. Ở đây thầy Dương đang đứng trên bục giảng, giảng bài lịch sử. Có lẽ ông đã nhìn thấy bọn tôi bị bắt, nhưng vẫn bình thản đứng trên bục giảng say sưa giảng. Tôi nghĩ đến chuyện sắp phải vĩnh biệt thầy,
vĩnh diệt mái trường, mà lòng không khỏi buồn, nhưng cũng thấy có phần hãnh diện vì mình đã được giữ phần vào dòng chảy của lịch sử. Chợt nhiên cảm giác mình đã là một liệt sĩ rồi vậy. Lúc chúng tôi bị dẫn qua vườn hoa, các nữ sinh vẫn còn chơi trò đuổi bắt ở đó. Anh Tử cũng có mặt trong bọn họ, vội vã chạy ra. Các bạn làm sao thế? Mọi người vẫn yên lặng, lầm lũi bước đi. Anh Tử vẫn đuổi theo. Các bạn bị họ bắt rồi à? Không ai trả lời. Các bạn phạm tội gì? Thấy bọn tôi không trả lời, anh Tử rưng rưng nước mắt. Đinh Ngọc Như thấy vậy nói. Bởi vì... Nhưng nó chưa kịp dứt lời thì Dương Sơn đã nhổ bãi nước bọt về phía anh Tử nói. Lời nguyền rủa hôm trước của cô đó đã linh ứng rồi. Cô mãn nguyện chưa? Tháng ngày có em. Chương 21. Khu nhà giam với tường cao vách dày, nên trời chưa tối mà bóng đêm đã ngập đầy trại giam. Tinh thần chúng tôi xuống thật thấp khi thấy Đinh Ngọc Như bị xe bít bùng áp tải đi. Dương Ngọc Anh đã òa lên khóc. Dương Mộ Đạo và Hầu Triều Nghĩa thì thở ra. Tô Huệ Văn và Cao Trức Huê thì chửi bới loạn xạ lên. Liễu Ngạn Phong với Dương Sơn thì ngồi tầm suy đoán xem thủ phạm hãm hại chúng tôi trong chuyện này là ai. Liễu Ngạn Phong nghi là U Đông Nguyên, vì trước lúc chúng tôi họp, thầy đã viện cớ mệt xin nghỉ một tiết. Biết đâu đó là lý do để đi báo cho bọn hiến binh. Còn Dương Sơn thì cho là anh Tử, vì chỉ có anh Tử là biết rõ mọi hoạt động của bọn này nhất. Cao Trức Huê và Tô Nghệ Văn chỉ chờ có vậy là chửi đổng lên. Mẹ bà nó cái tủ tay sai. Đúng là con kẻ cướp hán gian. Cái con hồ ly tinh đó, nó đã hại cho Điền Mục Thanh suýt chết, bây giờ lại còn hại đến bọn mình nữa. Ngô Hán Thanh nãy giờ ngồi yên ở một góc phòng giam, chợt kéo tay tôi mà nói. Nè mày, mày có thuộc bài Chính Khí Ca không? Bài mà mấy hôm trước thầy Dương mới dạy đó. Tôi không hiểu Thanh muốn gì, nhưng cũng đáp. Không thuộc lắm. Hình như là tao chỉ nhớ được có đoạn mở đầu với đoạn cuối thôi. Vậy thì hỏng bét. Tao muốn thuộc đặng mà lúc ra trường bắn sẽ đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Tôi giật mình. Mày cũng tin là chúng ta sẽ bị xử bắn ha? Thanh yên lặng một chút rồi nói. Chúng mày thì không sao, nhưng tao á thì chắc phải bị rồi. Tại sao? Là bởi vì truyền đơn á là do tao mang vào, rồi tao lại nhét ở dưới giường của tao nữa. Lúc đó khi mà bị tra khảo, chắc chắn là Đinh Ngọc Như sẽ cai quệt tẹt ra hết. Ông hiệu trưởng đã nói đó không phải là giường của mày. Còn lúc nãy á, giấy truyền đơn á, Đinh Ngọc Như cũng đâu có nhìn thấy. Tôi cố nói để an ủi Ngô Hán Thanh và hỏi. Vậy còn truyền đơn lần trước là của ai? Cứu Quốc Đoàn Thiết Huyết. Là có thật à? Ngô Hán Thanh thú nhận. Không. Đó chỉ là một cái tên bọn này đặt ra
nhằm tiếp tay cho du kích thôi. Thế thì ai gửi cho mày làm công tác đó? Tư lệnh Ngô Nhân Kiệt. Ông ấy chính thật là anh ruột của tao. Tôi ngạc nhiên. Trời ơi, sao từ trước đến giờ tao không có nghe mày nói đến? Đó là sự thật. Nhưng vì tao á, có lời dặn của anh tao là không được nói cho ai biết vì sợ nguy hiểm cho tao. Trách gì á mà mày không quá rành cái chuyện du kích này? Tôi nói, và nhớ lại những gì Ngô Hán Thanh thường kể. Một sự việc khác dấy lên là sự thân mật gắn bó giữa thầy Dương và Hán Thanh. Tôi tò mò. Như vậy hẳn là thầy Dương cũng có quan hệ với quân du kích. Ngô Hán Thanh lắc đầu nói ngay. Không, chẳng có quan hệ gì cả. Chẳng qua đó, ông ấy là người nhiệt tình yêu nước. Đó là theo nhận định của tao. Tao thấy thái độ thầy Dương rất là kỳ cục. Tại sao mà lúc thấy bọn mình bị bắt dẫn đi, ông ta vẫn bình thản, chẳng hề lộ một cái vẻ xúc động nào cả. Mày không thể nào mà ném đá quý trong những trường hợp không cần thiết. Mày hiểu ý nghĩa câu này chứ? Hán Thanh nói với giọng điệu xúc động. Thôi thì với mày, tao cũng không cần giấu giếm gì cả. Thầy Dương là một người quan trọng. Rất quan trọng. Vì vậy, dù có bị tra khảo thế nào, tao cũng không thể tiết lộ danh tánh của ông ta trước kia. Có một lần, tao đã phạm phải một sai lầm mà không thể nào tha thứ được. Chỉ vì chuyện nhỏ mà kéo ông ta vào vòng nguy hiểm. Để đến nỗi suýt tí nữa là ông ta bị lộ diện. Tôi kề tai Hán Thanh rồi hỏi. Có phải là cái lệnh bắt cóc anh Tử lần trước không? Ngô Hán Thanh gật đầu nói nhỏ. Đúng. Người thực hiện nhiệm vụ đó, chẳng phải ai khác hơn là thầy Dương nhà tao. Có sự tiếp tay của thiếu Chu Bác nữa. Vậy ra mày đã... Hiến Thanh đưa tay lên miệng. Mày đừng có hỏi, cũng đừng có nói cho ai biết chuyện này. Vì thầy Dương vẫn còn được tự do. Nói ra là sẽ liên lụy đến ông ấy. Tôi hiếu kỳ. Bắt cóc là được rồi. Sao phải cắt đứt lóng tay của cô ấy? Ngô Hán Thanh khẳng khái. Vì chuyện đại nghĩa không thể kể đến thân thích, quen biết, huống hồ chi là một người bạn. Cũng như bây giờ, ta sẵn đây sẵn sàng chết, chứ không thể để liên lụy đến thầy Dương. Nhưng theo tao biết, thì mày và anh Tử từng yêu nhau mà. Ngô Hán Thanh thở dài. Bây giờ tao đã sắp chết đến nơi rồi. Còn bàn nó chịu yêu đương làm cái gì nữa? Giả lại chuyện đó chỉ nên để trong lòng thôi. Ai lại trình diễn cái kiểu mà Mục Ly với lại Ngọc Như? Nhắc đến Đinh Ngọc Như, tôi chợt nhớ đến lời vu oan của thầy hiệu trưởng nên nói. Tội nghiệp cái thằng Đinh Ngọc Như. Hắn phải gánh tội cho người khác. Nhưng mà vừa qua sao mà thầy hiệu trưởng lại vu khống cho hắn vậy? Ngô Hán Thanh lắc đầu. Điều này cả ta không công hiểu nữa. Lúc tao muốn đứng ra nhận tội thì thầy hiệu trưởng đã ra sức ngăn cản. Tôi bực bội. Nếu vậy thì nguy cho thầy hiệu trưởng. Thế nào cũng chuốc lấy hận thù cho mà xem. Ngô Hán Thanh có vẻ suy nghĩ rồi bức sức. Ta không biết là liệu Đinh Ngọc Như có bị làm sao không nữa. Tôi nhớ lại chuyện phim trinh thám mà tôi thường đọc. Thế nào Đinh Ngọc Như cũng bị thẩm vấn để khai thêm đồng bọn. Ngô Hán Thanh nghe vậy thì đứng lên. Ai da, không ổn rồi. Bảo đảm là Linh Ngọc Như sẽ bị tra tấn
rồi khai bậy. Như vậy là không được. Tôi nghe vậy, nắm tay Thanh hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Để tao đi tự thú đi. Ngoan Thanh nói, kẻ đại trượng phu tội ai nấy chịu, không thể để cho người khác gánh oan cho mình. Dương Sơn vội kéo hắn Thanh ngồi xuống. Chưa kịp làm gì thì cửa phòng giam xịt mở, một luồng ánh sáng dọi vào. Suzuki và một tên hán giang đứng bên ngoài nhìn vào. Im nào, chúng bay làm cái gì mà ồn ào trong đó? Ở tù mà còn không biết thân nữa à? Tất cả đều im lặng, chỉ có Ngô Hán Thanh là còn lớn tiếng. Để tao đi đi, thả tao đi. Tên hán giang đứng ngoài nhìn vào và hỏi, ê, cái thằng đó, mày la hét cái gì? Dương Sơn nhanh trí đáp, dạ, dạ không, hắn sợ quá la quảng thôi. Tên này bị yếu thần kinh lắm. Tên hán giang cười giam hiểm, hắn bị thần kinh hả? Đinh Lục Gia này là tay chuyên gia về bệnh thần kinh nè. Để tao lại tao chữa chạy cho hắn coi hết la hét không. Chúng tôi nghe hắn nói mà giật mình, vì Đinh Lục là tay tàn ác có tiếng, đánh người không gớm tay, nên rất được bọn Nhật trọng dụng. Hắn thấy bọn tôi ngồi yên, đe dọa tiếp. Tụi bay ngoan ngoãn á, thì một lát nữa Đinh Lục này sẽ nhẹ tay cho. Bằng không á, một khi mà tao giận á, thì chết đau đớn lắm nha. Một người nghe đến chữ chết thì đều sợ, bởi vì họ nào có được sống lúc nào. Chỉ có Ngô Hán Thanh là cười nhạt, chết là hết, tao đâu có sợ. Và câu nói của Hán Thanh như một liều thuốc tăng lực, chúng tôi không hẹn cùng la to, chết là hết, chẳng có sợ gì cả. Ngô Hán Thanh chợt đọc lớn hai câu trong Chính Khí ca. Trời đất còn chính khí, mãi mãi lưu danh. Mọi người đọc theo, nhưng Ngô Hán Thanh chỉ nhớ được một đoạn, nên đọc chẳng đúng bài gì mà hắn đọc bừa thêm. Có bị chém đầu, quỷ thần cũng khâm phục. Trung úy Suzuki hình như bị bất ngờ. Hắn quay qua nói với tài hán giang một tràng tiếng Nhật, hỏi có phải là bọn tôi đang đọc kinh sám hối không? Tên hán giang lắc đầu, vừa nói vừa dùng tay diễn tả, rồi quay sang mắng bọn tôi. Chúng mày có im ngay không? Quân đội Thiên Hoàng mà nó bắt chúng mày á đọc bài cho họ nghe đâu. Thôi, hãy dành cái bài đó mà đọc cho Diêm Vương nghe đi. Cao Triết Khuê lúc đó không còn biết sợ là gì nữa, vỗ ngực nói, được thôi, chết thì chết, dù gì có chết cũng là một hảo hán mà. Đinh Lục tức quá bước tới đá mạnh vào đứt của Lô Chí Khuê. Hảo hán cái con khỉ á, bọn bay chẳng là cái chó gì cả. Cao Triết Khuê vỗ vỗ mông nói, hay lắm, mày dám đá vô mông của cậu mày hả? Tao nói thiệt nha, nếu tao còn sống á thì thù này tao sẽ trả. Không trả ta không thèm làm người đâu. Tên hán giang Đinh Lục cười khẩy, trả thù hả? Muộn rồi con à. Một lát nữa đó, tao sẽ gõ gõ cái đầu mày xem nó cứng đến độ nào. Nói xong Đinh Lục quay ra nói gì với Suzuki, rồi quay vào hét, bọn bay đi ra hết cho tao coi. Hắn bắt chúng tôi xếp hàng bước ra. Dương Ngọc Anh nghĩ là đã đến giờ lên đoạn đầu đài, nên ôm Dương Sơn mà khóc thành tiếng. Không phải chỉ có một mình Dương Ngọc Anh mà tất cả đều nghĩ như vậy.
nên mọi người bắt tay nhau nói lời chia tay, vì e là một lúc nữa sẽ không còn kịp để mà nói. Đến lượt Tôn Thắng Nam bắt tay Ngô Hán Thanh, Thắng Nam chẳng hề khóc, trái lại còn nói: "Anh Hán Thanh, giờ anh và tôi ở cạnh nhau, sau này coi như là tôi không còn sợ phải mất anh nữa." Ngô Hán Thanh có vẻ bối rối và hối hận nói: "Thời gian vừa qua tôi quá thờ ơ, thật có lỗi với Nam." "Không, không có gì cả." Thắng Nam hơi bối rối, định nói thêm điều gì, nhưng lúc đó Dương Ngọc Anh đã chạy đến nắm tay Hán Thanh chào từ biệt. Hán Thanh nói với mọi người: "Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi, vì tôi đã khiến cho mọi người liên lụy." Dương Ngọc Anh nghẹn giọng nói: "Không, anh làm vậy là đúng. Tôi chỉ buồn vì thấy mình không dũng cảm như mọi người." Lúc đứng bên ngoài cổng trại giam, hình như để chờ xe đến chở, Lưu Trí Khuê lại lẩn thẩn hỏi Đinh Lục: "Bộ bọn này đều bị xử bắn hết hả?" Đinh Lục được dịp hù mọi người: "Tao nghĩ lại thì rất tiếc. Tại sao mà tao không mở trại để bán quan tài? Nếu vậy có phải hôm nay là tao phát tài không?" Lưu Trí Khuê nghe vậy lại hỏi: "Bắn bọn tôi thì được rồi, chẳng lẽ mấy cô gái này cũng bị bắn luôn à?" Đinh Lục có vẻ bực dọc: "Mày hỏi là cái gì? Có xử bắn á thì tao bắn mày trước á." Cao Trí Khuê nhún vai: "Tôi chết là chắc rồi, nên đâu có gì đâu mà sợ." Rồi Khuê quay sang Dương Ngọc Anh: "Hắn nói vậy chứ bọn cô không có chết đâu. Mà này, nếu mà còn sống á, nhờ cô nhắn giùm vài câu với lại Tô Vệ Văn được không?" Dương Ngọc Anh xúc động đứng yên. Cao Trí Khuê nói tiếp: